Chào mừng các em đến với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Thầy là Thế Cường, rất vui mừng được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em có biết, carbon là một trong những phi kim có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Vậy, carbon có tính chất như thế nào, ứng dụng ra sao? Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay. Bài 27, carbon. Ký hiệu hóa học C, nguyên tử khối 12. Ở bài học này chúng ta cần nắm các dạng thù hình của carbon, tính chất của carbon và ứng dụng của carbon. Chúng ta cùng vào phần đầu tiên, đó là các dạng thù hình của carbon. Trước tiên, chúng ta cần nắm dạng thù hình của một nguyên tố là sao? Đó chính là những đơn chất khác nhau của do chính nguyên tố đó tạo nên. Chúng ta cùng quan sát dạng thù hình của carbon gồm có kim cương, than chì và carbon vô định hình. Các em cùng theo dõi. Về kim cương, chúng ta thấy độ cứng, trong suốt và không dẫn điện. Về than chì, mềm, có dẫn điện. Còn về carbon vô định hình, chúng ta có một số ví dụ như sau: than gỗ, than đá, than xương, mồ hóng, vân vân. Về tính chất của nó, sốt, không dẫn điện. Chúng ta cùng đến phần tiếp theo, đó là tính chất của carbon. Tính chất đầu tiên đó là tính hấp phụ. Chúng ta sẽ bố trí thí nghiệm như hình vẽ để thực hiện được tính chất hấp phụ màu của than gỗ. Chúng ta thực hiện như sau: cho mực chảy qua bột than gỗ và phía dưới có một cốc thủy tinh. Chúng ta thấy dung dịch màu qua lớp than gỗ trở nên không màu. Do đâu? Đó chính là do than gỗ xốp có khả năng giữ lại chất màu trên bề mặt của nó. Vậy ta có thể kết luận được than gỗ có tính hấp phụ, chất màu tan trong dung dịch. Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau, ta có thể chứng minh được than gỗ sẽ có khả năng giữ lại chất màu, chất khí, chất hơi trên bề mặt của nó. Ta thấy than gỗ, than xương mới được điều chế sẽ có tính hấp phụ cao, vì vậy được gọi là than hoạt tính. Ta thấy than hoạt tính được dùng để điều chế đường trắng hay chế tạo ra mặt nạ phòng độc, vân vân. Chúng ta cùng đến phần tiếp theo, đó là tính chất hóa học. Tính chất đầu tiên, carbon tác dụng với oxy. Thầy mời các em quan sát thí nghiệm trên bảng. Chúng ta sẽ lấy một mẫu than nhỏ, cho vào muôi sắt. Sau đó sẽ đốt trên ngọn lửa đèn cồn. Mẫu than nhỏ cháy, tiếp tục mở nắp khí oxy để cho vào trong lọ. Ta cùng quan sát hiện tượng. Phản ứng tỏa nhiều nhiệt, cho ra ánh sáng chói. Phương trình hóa học được viết như sau: C cộng O2, mũi tên tê độ CO2, phản ứng có tỏa nhiệt. Cân bằng phương trình 1, 1, 1. Dựa vào tính chất này, carbon được dùng để làm nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. Chúng ta cùng đến tính chất tiếp theo, đó là tác dụng với oxit kim loại. Thầy mời các em theo dõi đoạn phim thí nghiệm sau. Carbon khử đồng 2 oxit. Chúng ta bố trí thí nghiệm giống như trên bảng. Trong ống nghiệm có chứa hóa chất đồng 2 oxit bột màu đen và carbon. Hơ đều ống nghiệm và đun ở vị trí có hóa chất nhiều nhất. Ở miệng ống nghiệm có gắn ống dẫn khí. Đầu ra của ống dẫn khí cho vào trong cốc nước
có chứa nước vôi trong. Chúng ta hãy theo dõi về màu sắc của dung dịch nước vôi trong. Các bọt khí đã xuất hiện. Một lát sau, ta thấy carbon đã khử đồng hai oxit để tạo thành kim loại đồng màu đỏ. Và khí thoát ra đó là carbon dioxide đã làm đục nước vôi trong. Ta viết phương trình hóa học như sau. CuO cộng C, mũi tên tê độ, Cu cộng CO2. Cân bằng phương trình 2, 1, 2, 1. Ngoài ra, ở nhiệt độ cao, carbon còn khử được một số oxit kim loại, ví dụ như BBO, ZNO, vân vân, để tạo thành BB, ZN, vân vân. Dựa vào tính chất này được dùng để điều chế kim loại trong công nghiệp. Chúng ta cùng đến phần cuối cùng, đó là ứng dụng. Carbon có nhiều ứng dụng trong đời sống, sản xuất hay trong kỹ thuật. Thầy mời các em theo dõi một số hình ảnh sau. Kim cương được dùng làm đồ trang sức quý hiếm. Hay mũi khoan bằng kim cương, dao cắt kính thủy tinh. Về than chì, được dùng để làm điện cực, rột bút chì, vân vân. Bên cạnh đó, còn có carbon vô định hình. Đó chính là dạng than hoạt tính được dùng để làm mặt nạ phòng độc. Hay than gỗ, than đá được dùng để làm nhiên liệu trong công nghiệp. Vậy tóm lại, qua bài học ngày hôm nay, bài 27 carbon, các em cần nắm các nội dung như sau. Các dạng thù hình của carbon, tính chất của carbon, bên trong có tính hấp phụ và tính chất hóa học. Và phần cuối cùng, đó là các ứng dụng ở trong đời sống. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em có một tiết học nhẹ nhàng và hiệu quả. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.